Anh em nhớ ấn vào đăng ký để theo dõi kênh và nhớ ấn vào cái chuông này để nhận được thông báo mới nhất về cái video của mình nhé. Chào bạn, ở video này mình sẽ giới thiệu cho các bạn cái module thu sóng RF 315 một kênh hai chức năng. Đây là cái module của nó, module thu của nó. Đây module thu đây. Thì ở đây nó có một cái mạch nhận tín hiệu rồi. Nhận tín hiệu của cái tay phát này nó nhận này. Đó, xuống dưới đây à. Đây là có một cái IC kiểu mã hóa tín hiệu ạ. Đây ở đây nó có cái mã hóa tín hiệu rồi. Đó. Thì nó có đây, nó có 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 cái dãy tín hiệu. Thì đây bạn xem cận cảnh nha. Đó. Ở đây nó có hai mức, đó là high và low, cao và thấp ở đó. Thì với cái dãy này thì mình có thể mã hóa để cho cái tay điều khiển, bạn mã hóa nào cho tay điều khiển này nó điều khiển chỉ được cái mạch này thôi chứ không điều khiển được mạch khác, hoặc là tay điều khiển khác cũng không có thể điều khiển được cái module của mình. Đó, ở trong đây nó cũng một cái bộ phát tín hiệu thì nó cũng có cái mã nó như này. Đó thì mình cài đặt nào cho cái dãy này nó với trùng với cái dãy của tay phát là được. Thì ở đây mình dùng rồi nên mình đã có mã hóa rồi này. Đó. Thì bạn cái này thì mình dùng trong video trôn thằng em á, các bạn xem ở đây. Trôn thằng em mình từng dùng này để mình dùng cái này để mình kích nổ cái vỏ pháo từ xa. Đây mình có con Zole 12V 10A. Đấy. Bây giờ mình sẽ mở cái tay điều khiển này ra cho bạn xem trong đây có gì nhá. Đây, mình đã tháo cái vỏ ra. Thì đây là cái mạch phá của nó. Đây. Thì đây nó dùng mạch phát, nó dùng một cái pin 12V và mã pin là 23A. Chứ không phải là 12V 23A đâu nhá. Đây là cái phần thu nó, một cái anten này. Đây có một cái dãy mã hóa tín hiệu rồi. Đó, đây là 2 này. H này là cao rồi, L là thấp rồi. Nó có 8 chân như cái bộ thu của nó. Thì nó có đếm thứ tự này. 8 chân là từ 1 này. Từ 1 này, 2 3 4 5 6 7 8, số 8 là đánh số 8 này. Đó, số 8 đây, số 1 đây. Thì các bạn muốn dùng cái tay này điều khiển cho cái mạch này và chỉ tay này điều khiển được mạch này thôi thì các bạn mã hóa cái số dãy số này giống với cái dãy số trên cái module nhận. Đây mình đã dùng rồi nên mình đã mã hóa rồi nhá. Đây thì với cái tay này thì mình mã hóa như này, đó là 1 cao, 2 cao và 3 thấp. 1 2 2 cao, 1 cao, 2 cao, 3 thấp và 8 thấp. Đến cái này cũng thế, một từ 1 đến 8 đây. Nhìn lại qua 1 cao, đó, 2 cao, 3 là thấp, 8 là thấp. Đó, có mấy chân này không dùng được. Tùy các bạn muốn chắc hơn thì các bạn có thể mềm mạo hóa hết. Thì bây mình chỉ cần này thôi. Đó, việc hàn nhá, nghĩa là hai bên này. Hai bên là có hai dãy cao và thấp. Vậy giữa là dãy mình cần nối. Thì các bạn muốn nối, muốn mã hóa tùy theo các bạn. Các bạn nhớ. Thì đây các bạn nối cái chân giữa này. Giữa có từng có một dãy á, có một chân giữa nó sang mức cao và mức thấp tùy thôi. Đối với tay này cũng thế. Nó có hai dãy hai bên, một dãy ở giữa. Các bạn muốn mã hóa nhiều thì các bạn hàn là dãy giữa đấy sang dãy cao hoặc dãy thấp đấy. Đó. Và bây giờ mình sẽ đóng vào và test cho bạn xem nha.
đây mình sẽ dùng một cái nguồn 12V. Đây, 12V để cấp cho cái mạch này. Rồi mạch này. Thì ở mạch này thì mình có thể sử dụng 12 dòng nguồn 12V AC hoặc DC đều được, tại vì ở đây có một cái diode này, một cái diode cầu này chính lưu rồi. Thì và chỉ việc cấp 12V vào đây là được. Còn nếu các bạn mạch kia cũng có hỗ trợ cho các bạn, nếu bạn dùng 5V đây. Đó, 5V 12V, nếu bạn dùng 5V thì các bạn hút cái chân thiết ra, bạn đấu xăng bên chân 5V này là được. Và các bạn phải thay, nếu dùng xăng 5V là phải thay, bạn hút luôn cái dơ le ra và thay cái dơ le 5V vào. Đó, ở đây sử dụng 12V DC. Bạn đấu vào hai chân này thì đâu nào cũng được nha, nó không phân biệt âm dương, tại vì đã có cái diode cầu ấy rồi. Mình đã cấp nguồn cho nó nhá. Các bạn thử test bằng cái điều khiển này. Đó. Thì ở đây di của nó là có một cái đèn đỏ để báo có điện hay không. Đó. Thì nhưng mà bây mình cắt nó đi rồi. Còn một cái bóng đèn là báo trạng thái thôi. Đây. Đó, sáng, nhả tắt, ấn sáng, nhả tắt. Thì ở đây có nó có hai cái chức năng. Đó là nhấn giữ đề á. Đề và một cái là công tắc, bật tắt. Thì tùy mình thôi, mình sử dụng nào thì mình có thể đổi dăm này sang bên đây là được. Đây này, đây. Đấy. Bây mình để dăm bên đây thì có nghĩa là mình khi ấn là nó có tín hiệu, nó đóng cái dơ le, còn nhã là nó tắt. Đây mình sẽ thử đổi bên này sang đây. Đó. Thì khi đổ ở đây thì các bạn nó có chức năng là ấn một cái là nó dơ đèn nó bật, ấn phát nữa dơ tay nó tắt. Đó, ấn bật ấn tắt. Còn kia là đề, nghĩa là ấn giữ thì mới bật, còn nhã là nó tắt ngay. Rồi bên đây nó có cái ba chân về phía điều khiển để mình điều khiển tùy theo mục đích sử dụng mình, có thể bật tắt đèn, bật tắt quạt, bật tắt bất cứ cái thứ gì mà mình muốn. Thì ở đây có ba chân, nó là chân com, chân giữa chân com này. Đấy, com có nghĩa là chân, một chân các bạn đấu ở đây và một chân đấu ở một trong hai cái chân trên dưới này. Thì chân trên, chân NC có nghĩa là chân thường đóng, tiêu điểm thường đóng của dơ le. Còn chân NO là tiêu điểm thường mở. Đó. Mình sẽ dùng cái này để mình điều khiển cái một cái motor này. Ở đây mình sẽ gắn vào cái tiếp điểm thường mở để khi bật tín hiệu thì nó sẽ bật, còn ngắt tín hiệu nó sẽ tắt. Ở đây xong nhá, thì mình có thể điều khiển bằng cái điều khiển này. Nó bật là nó sẽ bật, tắt nó sẽ tắt, bật sẽ bật, tắt. Thì trên lý thuyết thì cái này nó điều khiển được 2 đến gần như là 2-500 mét gì đấy. Thì bây giờ mình sẽ chuyển cái dăm này sang bên đây để thử chức năng đề của nó. Rồi nha, bạn xem này, khi mình giữ đó, nó sẽ bật, nhả và tắt luôn. Đó. Thì xong cái video của mình nha. Mình xong một bên. Còn đây là một cái nút này để mình điều khiển trực tiếp trên cái bo này. Bạn xem nhá. Đó. Đó. Trực tiếp trên bo chứ không dùng điều khiển từ xa. Thì để mua cái mạch này thì các bạn thể lên trên mạng gõ là bộ thu phát sóng RF315 một kênh hai chức năng là có nhá. Rồi, xin chào các bạn.